Sự thật về ba tu sĩ đi ô tô đến chùa ở Đà Nẵng xin tiền Đang ngủ trưa, cô gái hốt hoảng phát hiện chủ trọ tự ý mở cửa lẻn vào phòng Hai người từng được ghép thận trả giá đất cho việc môi giới mua bán thận Hoa hậu đồng bằng sông Cửu Long nói nam em sẽ ngừng đồng hành, nam em đòi khởi kiện sự thật về ba tu sĩ đi ô tô đến chùa ở Đà Nẵng xin tiền Ngày 29 tháng 2, Công an của quận Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng thông tin vừa phát hiện và mời ba người đàn ông lên làm việc vì hành vi giả danh tu sĩ, lợi dụng lòng hảo tâm từ thiện của các nhà chùa trên địa bàn và các tỉnh phía Nam để xin tiền. Cụ thể sáng cùng ngày tại địa danh của khu vực Ngũ Hành Sơn, công an quận Ngũ Hành Sơn phát hiện một nhóm gồm ba người giả danh tu sĩ Phật giáo để đi xin tiền và mời về trụ sở công an làm việc. Tại cơ quan công an, các nhà sư này khai tên là Nguyễn Minh Quang, 40 tuổi, Võ Duy Nhâm, 42 tuổi, Phan Văn Tài, 43 tuổi, cùng chú ở Tân Kỳ, Nghệ An. Các nhóm thừa nhận đi từ Nghệ An vào thành phố Đà Nẵng và một số tỉnh Việt Nam để giả danh tu sĩ Phật giáo xin tiền. Đáng chú ý, nhóm người này mang theo nhiều chứng điệp giả sư, không do giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp và sử dụng ô tô loại ô tô biển số 73A96766 làm phương tiện di chuyển. Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật. Xét xử hai luật sư Hàng Ni và Trần Văn Sĩ Ngày 1 tháng 3, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân đối với hai bị cáo Đặng Thị Hàng Ni và Trần Văn Sĩ. Khoảng 7 giờ 50 phút, xe chuyên dụng chở bà Hàng Ni và ông Sĩ đến tòa, an ninh phiên tòa được thắt chặt. Rất nhiều cơ quan báo chí đến tham dự đẩy đưa tin phiên tòa. Hai bị cáo nêu trên bị Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh truy tố theo khoảng 2, điều 331 Bộ luật hình sự với khung hình phạt từ 2 đến 7 năm tù. Phiên tòa do thẩm phán Ngô Ngọc Thắng làm chủ tọa dự kiến diễn ra trong một ngày. Đáng chú ý, với tư cách tham gia tố tụng là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, cả ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng đều có đơn xin vắng mặt. Trong vụ án này, ngoài vợ chồng của bà Hằng thì công ty cổ phần Đại Nam và quỹ từ thiện Hằng Hữu cũng được tòa triệu tập với tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Tham gia bào chữa cho bà Hằng Ni có 4 luật sư, trong khi đó có 2 luật sư bào chữa cho ông Sĩ. Theo cáo trạng từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 2 năm 2022, Trần Văn Sĩ và Đặng Thị Hằng Ni đã đăng bài tổ chức nhiều buổi ghi hình phát trực tiếp trên không gian mạng, phát ngôn có nội dung bịa đặt, xúc phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm, danh dự, uy tín của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng, gây ảnh hưởng đến quỹ từ thiện Hằng Hữu và công ty cổ phần Đại Nam. Về dân sự, bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng cùng đại diện theo ủy quyền của công ty cổ phần Đại Nam, quỹ từ thiện Hằng Hữu không có yêu cầu bồi thường. đang ngủ trưa, cô gái hốt hoảng phát hiện chủ trọ tự ý mở cửa lẻn vào phòng. Mới đây trong hội nhóm chuyên tìm phòng trọ đăng tải chia sẻ của một cô gái về việc bị chủ trọ tự ý lẻn vào phòng lúc đang ngủ trưa và gửi lời cảnh báo đến mọi người, đặc biệt là các bạn nữ cẩn thận tránh bị quấy rối khi đi thuê phòng trọ. Cụ thể bài đăng viết: Né phòng này ra nhé các bạn nữ, lần đầu tiên mình gặp trường hợp cụ chuối như thế này. Toàn tự vào phòng Tôi im lặng vì tôi sợ không có chỗ này để ở thôi, còn kia là ảnh khi tôi chuyển đi. Kèm theo bài chia sẻ là hình ảnh phòng trọ cùng ảnh chụp màn hình tin nhắn giữa cô và chủ nhà trọ. Trong đoạn hội thoại là những tin nhắn chủ nói xin lỗi cô gái vì tự ý vào phòng. Người này còn liên tục nói rằng không kiềm chế được bản thân, mặc cho cô gái nói rất sợ và chất vấn anh là người đã có gia đình rồi mà. Ngoài ra, cô gái cũng đăng tải ảnh chụp mặt chủ nhà trọ lúc người này tự ý vào phòng của cô. Nói thêm về sự việc trong phần bình luận, cô gái cho hay nam chủ trọ không những một lần tự ý chui vào chăn, lần khác ngồi ngay trên giường của cô. Sự việc sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhận về đông đảo sự quan tâm của cư dân mạng. Bà Ngân hiện sống ở Hà Nội, nữ khách trọ trong vụ việc cho biết, thực tế người đàn ông này lẻn vào phòng của cô hai lần, còn thông tin vào nhiều lần như trên mạng xã hội lan truyền là không chính xác. Sau đó mình báo sẽ chuyển đi, không thuê phòng nữa. Mình nói luôn là đã quay video và chụp ảnh để anh ta về chừng. Nhưng anh ta nói rằng có chụp cả nghìn tấm ảnh cũng không quan tâm và còn bảo đã lưu lại hết thông tin thẻ căn cứ công dân và quê quán của mình rồi. Cô gái cho biết. Ngân cho biết lúc xảy ra sự việc cô cũng không dám làm gắt, phải đợi đến khi ổn định được chỗ ở mới thì cô mới dám chia sẻ lên mạng xã hội để cảnh báo các bạn nữ thuê trọ tránh nơi này ra, để tránh phải gặp những tình huống kinh khủng như cô. Hai người từng được ghép thận trả giá đắt cho việc môi giới mua bán thận. Ngày 29 tháng 2, Tòa án Nhân dân thành phố Huế mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án mua bán bộ phận cơ thể người đối với ba đối tượng xảy ra trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Các bị cáo gồm Nguyễn Thanh Tú, 42 tuổi, chú tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Nguyễn Văn Nghĩa, 34 tuổi, chú tỉnh Bến Tre, Phạm Lê Tuấn Anh, 45 tuổi, chú tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo cáo trạng, các bị cáo Nguyễn Thanh Tú và Nguyễn Văn Nghĩa từng là bệnh nhân được hiến ghép thận nên hiểu biết về quy trình hiến ghép thận, đồng thời biết được hoạt động môi giới mua bán thận giữa hình thức hiến tặng đang diễn ra trên thực tế và cả trên không gian mạng. Trong thời gian từ năm 2021 đến 2022, các đối tượng đã thực hiện 3 vụ mua bán thận tại địa bàn thành phố Huế. Nguyễn Thanh Tú thừa nhận cùng đồng phạm thực hiện môi giới mua bán thận 3 lần, với tổng số tiền là 2,6 tỷ đồng, hưởng lợi 630 triệu đồng. Nguyễn Văn Nghĩa thực hiện việc môi giới mua bán thận cho một người ở thành phố Huế. Với số tiền 800 triệu đồng và hưởng lợi 210 triệu đồng, bị cáo Phạm Lê Tuấn Anh thực hiện hành vi giúp sức môi giới mua bán thận một lần với số tiền 850 triệu đồng nhưng không hưởng lợi. Sau khi nghị án, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Tú 7 năm tù, Nguyễn Văn Nghĩa 5 năm tù, riêng bị cáo Phạm Lê Tuấn Anh bị tuyên phạt 2 năm tù và cho hưởng án treo. Cô gái tố nhà hàng ở Chí Linh chặt chém bị nhiều người đe dọa, ép gỡ bài. Chị Vân Trang chú tại Quảng Ninh cho hay, chị bị nhiều người là nam giới gọi điện thoại chửi bới, xúc phạm và đe dọa. Yêu cầu chị gỡ bỏ nội dung đã đăng tải về việc phản ánh nhà hàng 100 Huy Hạnh, địa chỉ 84 đường Lê Thánh Tông, thành phố Kỳ Linh, tỉnh Hải Dương, chặt chém. Theo nội dung các clip chị Vân Trang cung cấp, hàng loạt số điện thoại gọi hỏi địa chỉ nhà chị để tới gặp với giọng điệu rất hung hăng. Một số người còn mắng chị là ngu và đe dọa, có muốn được sống yên ổn không? Nếu muốn yên ổn, chị phải gỡ nội dung đã đăng tải, đính chính nội dung trên mạng xã hội là không phải bị chặt chém mà do nhầm lẫn. Em ăn xong nhưng anh không có hình ảnh về bữa ăn. Nó phải thể hiện cá to hay cá bé, em không có hình ảnh là không còn chứng cứ. Trong ngày hôm nay em phải đăng lên trang cá nhân của em nói là nhầm lẫn, nếu không thì lập tức anh có mặt ở trước cửa nhà em. Về mặt đó thì nhà hàng sẽ làm đơn kiện chính quyền để xử lý em. Còn mặt khác thì anh em của anh ở dưới Quảng Ninh đã tìm hiểu em rất kỹ rồi. Người đàn ông tự xưng là em trai của chủ nhà hàng bị tố chặt chém, nói rõ quan điểm với chị Vân Trang. Tuy nhiên, chị Vân Trang khẳng định mình chỉ phản ánh đúng sự thật và không vì sự đe dọa nào mà đăng bài cải chính sau sự việc. Cô gái cũng cho hay, bản thân đã rất bực khi đoàn khách của gia đình ăn cơm bình dân mà phải chi trả tổng hóa đơn 5 triệu 850 nghìn đồng cho 17 người có những món ăn đắt gấp 3 lần nhà hàng khác. Chiều ngày 29 tháng 2, thượng tá Nguyễn Hoàng Long, trưởng công an thành phố Kỳ Linh, Hải Dương, cho biết ngay sau khi sự việc xảy ra, đơn vị đã nắm bắt tình hình và tham mưu cho ủy ban nhân dân thành phố cho kiểm tra, xác minh. Việc người tố nhà hàng chặt chém bị người lạ gọi điện có ý đe dọa, đơn vị cũng nắm được. Tuy nhiên, người dân chưa làm đơn trình báo cơ quan công an. Hoa hậu Đồng bằng sông Cửu Long nói Nam em sẽ ngừng đồng hành, Nam em đòi khởi kiện. Chiều tối 29 tháng 2, ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đồng bằng sông Cửu Long 2024 thông tin trên fanpage chính thức của cuộc thi rằng Nguyễn Thị Lệ Nam em, Hoa khôi Nam em sẽ không đồng hành cùng cuộc thi. Nguyên nhân do ban tổ chức cuộc thi nhận thấy Nam em không phù hợp với tiêu chí và hình ảnh mà cuộc thi muốn hướng tới. Đại diện ban tổ chức cho biết trong năm 2023 Nam Em tham gia hoạt động khởi động cuộc thi nên khán giả biết Nam Em là đại sứ hình ảnh của cuộc thi Hoa hậu Đồng bằng Sông Cửu Long 2024. Thông báo Nam Em không đồng hành cùng cuộc thi chỉ được ban tổ chức đăng tải trên fanpage. Ban tổ chức chưa thông báo qua hình thức khác vì không liên hệ được Nam Em. Ông Bùi Hữu Cường, quản lý của Nam Em, ông cho rằng phía Nam Em và đơn vị tổ chức cuộc thi chưa có ký hợp đồng hay chuyển khoản đặt cọc gì. Ban tổ chức hoa hậu Đồng bằng sông Cửu Long 2024 tự ý thông báo làm ảnh hưởng đến thanh danh, uy tín của Nam Em. Công ty tổ chức thông báo chấm dứt tôi không biết chấm dứt cái gì?" Ông Bùi Hữu Cường khẳng định. Ông Cường cho biết thêm, ông đã thông báo trên livestream yêu cầu phía đơn vị tổ chức cuộc thi hoa hậu Đồng bằng sông Cửu Long 2024 phải có văn bản xin lỗi trong vài ngày tới nếu không sẽ khởi kiện. Vụ án Vạn Thịnh Phát Tỷ phú Chu Lập Cơ bị truy tố vì nghe chỉ đạo của vợ. Từ ngày mùng 5 tháng 3 đến ngày 29 tháng 4, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn SCB đối với 86 bị cáo. Trong đó, bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị xét xử về các tội tham ô tài sản, đưa hối lộ và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Ở vụ án này, Bà Trương Mỹ Lan có hai người thân trở thành bị cáo là ông Chu Lập Cơ, chồng bà Trương Mỹ Lan và Trương Huệ Vân, cháu ruột bà Trương Mỹ Lan. Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, ông Chu Lập Cơ bị truy tố về tội vi phạm quy định về cho vay. Cụ thể, ông Chu Lập Cơ là cổ đông chính, chủ tịch hội đồng quản trị, giữ vai trò quyết định cao nhất tại công ty cổ phần Times Square Việt Nam. Năm 2012, Trương Mỹ Lan đã trao đổi, thống nhất với Chu Lập Cơ và lãnh đạo ngân hàng SCB về việc sử dụng tài sản ở Times Square để đảm bảo cho các khoản vay. Theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan, Chu Lập Cơ ký các biên bản họp đại hội đồng cổ đông, biên bản họp hội đồng quản trị của công ty Times Square, chấp thuận thế chấp tài sản nhằm bảo lãnh nợ vay cho các cá nhân, tổ chức do bà Lan chỉ định. Tại cơ quan điều tra, ông Chu Lập Cơ khai nhận đã ký các thủ tục đảm bảo khoản vay theo đề nghị của bà Lan. Ông cơ không có quan hệ với các cá nhân đứng tên vay vốn, không có nhu cầu vay, nhưng vẫn ký các thủ tục Hợp thức hóa hồ sơ vay vốn cho bà Lan. Bị cáo nhận thức rõ, việc ký các biên bản, nghị quyết của công ty Times Square là thủ tục bắt buộc, mới đủ điều kiện pháp lý để thế chấp vay vốn tại ngân hàng SCB. Từ tháng 12 năm 2012 đến tháng 12 năm 2014, chu lập cơ đã giúp Trương Mỹ Lan hợp thức hóa hồ sơ vay vốn khống, để giải ngân số tiền vay tại ngân hàng SCB cho 73 khoản vay của 67 khách hàng, tổng số tiền giải ngân là 29.441 tỷ đồng thời hạn vay vốn 5 năm. Toàn bộ số tiền vay vốn được sử dụng cho mục đích riêng của Trương Mỹ Lan. Đến ngày 17 tháng 10 năm 2022, tổng nghĩa vụ các khoản nợ do Chu Lập Cơ ký hợp thức thủ tục còn 46 khoản vay, với tổng cộng dư nợ là 39.217 tỷ đồng. Sau khi đối trừ với giá trị của tài sản đảm bảo, khoảng 30.000 tỷ đồng, cơ quan điều tra xác định, ông Chu Lập Cơ đã giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan gây thiệt hại cho ngân hàng SCB số tiền 9.116 tỷ đồng. Cụ bà ở Đồng Nai hơn người cao tuổi nhất thế giới 2 tuổi. Theo giấy tờ tùy thân, thiệp mừng thọ của chủ tịch nước và chính quyền địa phương thì cụ bà Trịnh Thị Khơn, sinh năm 1905, ngụ tại xã Bình Lộc, thành phố Long Khánh, Đồng Nai, năm nay đã 119 tuổi. Với số tuổi này, cụ Khơn đang là cao tuổi nhất Việt Nam và cao tuổi hơn cụ bà người Pháp đang được kỷ lục Guinness thế giới ghi nhận cao tuổi nhất thế giới, sinh năm 1907. Cụ Khơn quê ở Thanh Hóa. Từ năm 2014 đến nay, cụ vào Đồng Nai sống với người con gái thứ hai là bà Đỗ Thị Ninh, năm nay cũng đã ở tuổi 82. Theo gia đình, cụ Khơn có 7 người con, 4 trai, 3 gái. Người con trai đầu của cụ năm nay cũng đã hơn 90 tuổi. Hiện cụ Khơn có đến 150 con, cháu đến chắc, chút, chích. Bà Ninh hiện là người trực tiếp chăm sóc cụ Khơn cho hay, hiện cụ vẫn khỏe, chỉ khó khăn trong việc đi lại. Hằng ngày cụ ăn ba bữa và chỉ ăn cháo, uống thêm nước yến. Cụ nhớ nhiều về thời trẻ đi buôn bán nuôi con. Hàng năm gia đình cụ Khơn đều đón các đoàn của tỉnh, thành phố xã đến thăm hỏi chúc thọ. Tháng 6 năm 2023, chính quyền địa phương đã đến nhà trao giấy mừng thọ 118 tuổi cho cụ Khơn. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh Tăng Quốc Lập cho biết, cụ Khơn luôn nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể địa phương. Hàng năm cụ được nhận quà của Chủ tịch nước tặng đối với người từ 100 tuổi trở lên. Ông Lập cũng mong rằng, thông qua truyền thông, tổ chức Guinness Thế giới sẽ quan tâm đến trường hợp của Khơn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức mới mỗi ngày.